giao ban gửi tới các bạn chiếc OH5970 này, đời 27-28, với chức năng kéo giãn cột sống, và quan trọng nhất ấy, nó là một trong những cái bản cao có sưởi, có tấm sưởi nhiệt và có kéo giãn cột sống, có dò tìm huyệt đạo. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tập An. Hôm nay thì Ngọc Tập An giới thiệu với các bạn một cái mẫu ghế massage thuộc cái phân khúc năm sản xuất rất cao 2017-2018. Thì đây là một trong những cái mẫu thực sự là nó cũng rất ít khi có mặt ở Việt Nam. Các bạn có thể là tra cái mã này của nó ra. Đây chính là chiếc Furikyo OH5970. Thì thưa với quý vị, chiếc OH5970 này nó sản xuất năm 2017-2018, và những cái mẫu như thế này thực sự thì trên thị trường nó không có nhiều, bởi vì nó cao và trong cái tầm tiền vừa phải này nó rất là phù hợp, và khi về đến Việt Nam thì gần như là nó không có mấy. Thì ngày hôm nay Ngọc Tập An giới thiệu đây chính là chiếc thuộc phân khúc hơn 30 triệu các bạn nhé. Hơn 30 triệu là các bạn đã sở hữu được chiếc OH5970 rồi. Thực sự đây là một trong những cái mà Ngọc Tập An trong thời gian vừa rồi về được những lô hàng giá rất là tốt để có thể gửi tới mọi người, nhất là những ai yêu sản phẩm ghế massage nội địa Nhật. Thực sự chiếc ghế này thì ở Japan sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn có thể lựa chọn cho mình. Đây là một trong những cái bản cao cấp của AS960 và AS970. Vậy nó có những cái gì mà chúng ta có thể lựa chọn được nó? Thì việc đầu tiên đó chính là cái chiếc ghế này nó có thể nằm ra rất là thoải mái. Thì ở đây ở Japan sẽ ngả hết chiếc ghế ra để các bạn có thể thấy được. Nó là một trong những cái bản mà cái ngôn ngữ thiết kế của nó là ngôn ngữ một chiếc giường, giường nằm massage, tức là nó nằm ra rất là thoải mái để chúng ta có thể trong cái quá trình massage chúng ta nằm một cách thoải mái nhất, để làm sao cơ thể của chúng ta nó sẽ như là một cái đường thẳng, như một chiếc giường, và các bạn hoàn toàn có thể như là ngủ trưa trên đây, hoặc là sau khi massage chúng ta có thể nằm hẳn ra. Đây các bạn thấy xem. Về hình thức thì Ngọc Tập An đánh giá chiếc này nó còn đẹp khoảng độ tầm trên 90%. Thì tất nhiên một chiếc ghế massage khi đã qua sử dụng thì hoàn toàn nó không thể tròn trịa 100% được, mà đâu đó nó cũng có những cái điểm mà nó đã qua sử dụng rồi. Thì đó là cái điều mà lý do tại sao mà Ngọc Tập An luôn luôn đánh giá nó chỉ khoảng độ tầm trên 90%. Còn đâu mỗi người cũng cảm nhận, các bạn cũng có thể là chúng ta có thể là thoáng ra một chút, bởi vì ra ghế đã qua sử dụng thì không thể lúc nào nó tròn trịa như mới được. Và ở đây nữa thì các bạn có thể thấy chiếc OH5970 này nó có một cái điểm rất là hay, đó là nó có thêm một cái tấm sưởi nhé các bạn nhé. Đây các bạn thấy này, đường may của nó rất sắc nét đó, và nó có thêm cái tấm sưởi này là cái tấm sưởi nhiệt. Và các bạn có thể đây rồi đây sờ, các bạn có thể sờ thấy nó nóng luôn. Thì cái tấm sưởi nhiệt này nó giúp cho các bạn nóng ở cái phần lưng của mình này. Đấy nè, cái phần nóng này nó thiết kế là cái da khác, bởi vì cái da là cái da chịu được cái lượng nhiệt. Đây các bạn có thể thấy đây, nó ấm lên. Thì các bạn có thể bật trực tiếp ở trên cái bảng điều khiển này để có thể chúng ta bật cái chế độ sưởi ở đây, hoặc ở đây nữa nó sẽ có các bài đánh tự động này, bài toàn thân này, bài chuyên sâu cổ vai gáy này, bài lưng này, bài kéo giãn cột sống này, và rất nhiều cái bài tự động ở bên trong nữa đó. Đây các bạn có thể thấy đây, bên trong có những bài 3D rồi rất nhiều bài khác. Thì thực sự ở phân khúc mà trên 30 triệu đồng này thì đó cũng là một trong những cái điểm mà các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được cho gia đình của mình một chiếc ghế massage. Bởi vì sao? Những cái dòng như này thực sự là nó không có nhiều, và chúng ta mà lựa chọn được những chiếc OH5970 đời 2017-2018 như thế này thì nó rất là hiếm. Thì ở đây Ngọc Tập An muốn gửi tới các bạn một cái mẫu ghế massage rất là phù hợp, bởi vì với những dòng AS960-970 thôi thì bình thường mức giá của nó đã rất là cao rồi, nhưng ngày hôm nay Ngọc Tập An gửi tới các bạn chiếc OH5970 này, đời 2017-2018, với chức năng kéo giãn cột sống, và quan trọng nhất ấy, nó là một trong những cái bản cao có sưởi, có tấm sưởi nhiệt và có kéo giãn cột sống, có dò tìm huyệt đạo và chuyên sâu về những vật lý trị liệu. Thì đó là một trong những cái điểm nổi bật nhất của Furikyo mà Ngọc Tập An đã luôn luôn muốn chia sẻ với các bạn rồi. Thì ở cái phân khúc trên 30 triệu đồng này thì các bạn nếu mà cần thì hãy liên hệ với Ngọc Tập An theo số điện thoại 0974945555. Mình sẽ gửi ảnh chi tiết và cũng như là báo giá cụ thể cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn cho mình. Thì tất cả những sản phẩm của Ngọc Tập An thì các bạn đã biết rồi, mình bảo hành toàn quốc là 2 năm
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, và quan trọng nhất là có chế độ là dùng một tháng, nếu các bạn cảm thấy không phù hợp thì các bạn có thể đổi sang những chiếc ghế khác phù hợp hơn với cái mong muốn của các bạn sau khi các bạn đã trải nghiệm một tháng. Và khi đổi lên thì các bạn hoàn toàn được giữ nguyên giá, cũng như là các bạn có thể không bị trừ bất không bị chịu bất kỳ chi phí gì, dù là vận chuyển đổi các hay bất kỳ gì khác. Đó là cái sự cố gắng của Hoàng Gia Ban muốn mong muốn mang tới cho những quý khách hàng yêu quý ghế massage nội địa Nhật, nhất là tại cơ sở của Hoàng Gia Ban. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký để hộ kênh, cũng như là có thể theo dõi được nhiều video chia sẻ của Hoàng Gia Ban tới các sản phẩm ghế massage nội địa hơn nữa.